Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Đông đảo bà con Hội đồng Hương Hà Tĩnh tại Đức tham dự lễ liên hoan mừng năm mới 2023 và đại hội lần thứ 7. Triển lãm nghệ thuật Việt Nam trong tôi diễn ra tại thủ đô Paris, Pháp, quy tụ nhiều tác phẩm đặc sắc của các nghệ sĩ Pháp và Việt Nam. Dòng phim nghệ thuật mang đậm bản sắc Việt Nam ghi danh đầy tự hào với các giải thưởng quốc tế uy tín trên thế giới. Chiều ngày 26 tháng 12, tại thủ đô Phnom Penh, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng đã đến chào Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia Sa Sokha sau khi Campuchia thành lập chính phủ nhiệm kỳ lần thứ 7. Tại cuộc gặp, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng chúc mừng Ngài Sa Sokha đã được Quốc hội Campuchia khóa 7 tín nhiệm bầu giữ chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Đại sứ mong muốn chính phủ, bộ ngành hai bên, nhất là Bộ Nội vụ Campuchia và Bộ Công an Việt Nam, tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ nhằm đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu và có hiệu quả. Phó Thủ tướng Sa Sokha nhấn mạnh tầm quan trọng của mối quan hệ láng giềng hữu nghị Campuchia-Việt Nam, bày tỏ vui mừng về kết quả tốt đẹp trong quan hệ hợp tác toàn diện giữa chính phủ, bộ ngành hai nước, trong đó có những chuyển biến tích cực về quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư trong thời gian qua. Phó Thủ tướng mong muốn hai bên mở rộng hợp tác hơn nữa giữa các bộ ngành, địa phương, nhất là các tỉnh có chung đường biên giới, đồng thời nhấn mạnh việc tăng cường phối hợp trong lĩnh vực an ninh quốc phòng nhằm duy trì ổn định an ninh, trật tự an toàn xã hội của mỗi nước. Sáng 27 tháng 12, tại tỉnh Say Sòng Buôn, Bắc Lào đã diễn ra lễ khánh thành và bàn giao dự án đầu tư cải tạo nâng cấp bệnh viện Say Sòng Buôn, quà tặng của chính phủ Việt Nam dành cho chính phủ Lào nói chung và chính quyền nhân dân tỉnh Say Sòng Buôn nói riêng. Dự án đầu tư cải tạo nâng cấp bệnh viện Say Sòng Buôn có số vốn đầu tư trên 158 tỷ đồng với 80 giường bệnh, được trang bị các thiết bị tiên tiến chất lượng cao, áp dụng những tiến bộ của thành tựu phát triển khoa học công nghệ trong điều trị y học hiện đại. Phát biểu tại buổi lễ, đại diện chính phủ Lào và chính quyền tỉnh Say Sòng Buôn đánh giá cao việc Việt Nam dù còn rất nhiều khó khăn nhưng vẫn luôn chân thành ủng hộ và giúp đỡ nhân dân Lào trên tinh thần anh em, thể hiện cam kết mạnh mẽ của chính phủ Việt Nam đối với việc hỗ trợ chính phủ Lào về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân Lào, đồng thời khẳng định dự án đã góp phần to lớn vào sự phát triển kinh tế xã hội và đưa tỉnh Say Sòng Buôn tiến thêm một bước mới theo hướng ngày càng hiện đại hóa và giúp người dân của tỉnh được hưởng các dịch vụ chất lượng, thuận tiện, thoải mái, nhanh chóng, kịp thời. Tối ngày 26 tháng 12 tại Berlin, Hội đồng Hương Hà Tĩnh tại Cộng hòa Liên bang Đức đã tổ chức liên hoan mừng năm mới 2023 và đại hội lần thứ 7 của Hội đồng Hương Hà Tĩnh. Gần 300 bà con của Hội đồng Hương Hà Tĩnh đã đến tham dự. Đại hội đề cao tinh thần đoàn kết của bà con Hà Tĩnh, khơi dậy tinh thần đoàn kết gắn bó, thể hiện lòng tự hào dân tộc Việt của cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức. Qua đó xây dựng hình ảnh tốt đẹp về con người vùng đất địa linh nhân kiệt Hà Tĩnh trong mắt các hội đoàn người Việt trên toàn Cộng hòa Liên bang Đức và người dân địa phương, đồng thời có những đóng góp thiết thực xây dựng quê nhà cũng như nhà nước Đức. Buổi lễ còn có sự góp mặt của các tiết mục văn nghệ đậm đà bản sắc, đem lại món ăn tinh thần quý giá cho bà con. Đến nay, Hội đồng Hương Hà Tĩnh đã được thành lập được 13 năm. Việt Nam trong tôi là tên gọi của buổi triển lãm vừa diễn ra tại phòng tranh Louis Côté de Chaillouane ở thủ đô Paris, Pháp. 24 nghệ sĩ Pháp và Việt Nam đã mang các tác phẩm đa dạng về chất liệu và cách thức thể hiện xoay quanh chủ đề Việt Nam. Gần 30 tác phẩm nghệ thuật như ảnh, tranh sơn dầu, tranh sơn mài, điêu khắc là thành quả của các nghệ sĩ đã dành rất nhiều tình cảm, yêu mến cho đất nước và con người Việt Nam. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện khiến người xem bồi hồi, nhớ lại những ký ức xưa cũ. Cuộc triển lãm này là có rất nhiều nghệ sĩ mà rất là đa dạng và các cách diễn đạt cũng rất là khác nhau. Thành ra tôi rất là vui được nhìn thấy trong tất cả những bức họa này đều có diễn đạt một cái chung là có cái tinh thần Việt Nam. Bà Amel Guarneri đã đến Việt Nam 2 lần và đã ghi lại nhiều khoảnh khắc đẹp ở đây. Những bức ảnh của bà được in trên vải sần nên tạo hiệu ứng như những bức tranh.
Tôi rất vui khi được tham gia triển lãm này và được làm quen với các nghệ sĩ mới. Tôi đến Việt Nam 2 lần nhưng vẫn chưa khám phá được nhiều điều thú vị ở đất nước này. Hôm nay tôi đã được khám phá thêm nơi ấy thông qua các tác phẩm nghệ thuật ở đây. Mẹ của nhiếp ảnh gia Frederic là người Việt Nam. Anh đã tham gia nhiều buổi triển lãm ở Pháp. Lần này, anh mang đến những tác phẩm được thực hiện trong thời điểm dịch bệnh. Do đại dịch COVID-19 nên tôi đã không trở về thăm Việt Nam. Thế nên tôi đã tìm kiếm ở Paris những sắc thái Việt Nam và châu Á. Và tôi đã quyết định đến cung điện Douvre nằm ở quận 12 Paris. Ở đây, tôi đã tìm thấy cảm hứng khi quan sát những cảnh vật như cá và hồ nước. Và thế là tôi đã quyết định thực hiện một bộ ảnh để gợi lại những sắc thái về Việt Nam. Buổi triển lãm này đã kéo dài 10 ngày, thu hút rất đông người đến chiêm ngưỡng. Những tác phẩm không chỉ được đánh giá cao về chất lượng nghệ thuật, mà còn quảng bá được hình ảnh Việt Nam tới công chúng Pháp. Nhằm chào mừng Festival Hoa Kiểng Sa Đéc, Đồng Tháp, hội thi trang trí cổng hoa, đường hoa, vườn hoa công sở đẹp đã có 50 cổng hoa, 47 vườn hoa công sở và 15 đường hoa khoe sắc. Trong đó đáng chú ý là tuyến đường hoa rạng rỡ hương đất tình người trên đường Phạm Hữu Lầu, nối dài thuộc phường An Hòa, có chiều dài 900m, được trang trí trên 1.500 chậu hoa. Các loại hoa được trang trí kết hợp cùng nhiều vật liệu quen thuộc của miền Tây như thúng, nia, lờ, lợp, mê bồ, nón lá và 1.000 trong chóng đủ màu sắc. Hội thi sẽ trao giải vào tối ngày 2 tháng 1 năm sau. Năm 2023, Bình Thuận với vai trò chủ nhà năm du lịch quốc gia đã hoàn thành nhiệm vụ với kết quả ấn tượng. Điều này không chỉ giúp ngành du lịch phục hồi mà còn tạo đà tăng trưởng nhanh và bền vững. Bên cạnh đó, đóng góp vào chuyển biến trong nhận thức, thay đổi thói quen trong hoạt động kinh doanh của các thành phần kinh tế trong xã hội. 208 sự kiện quy mô quốc gia và quốc tế. 164 sự kiện hoạt động do 41 tỉnh thành tổ chức hưởng ứng khắp cả nước, trong đó riêng Bình Thuận tổ chức trên 30 sự kiện. Nhờ đó, các danh thắng, điểm đến của các tỉnh thành nói chung, Bình Thuận nói riêng được quảng bá mạnh mẽ. Các giá trị văn hóa dân tộc, các lễ hội, làng nghề truyền thống của địa phương được khôi phục, bảo tồn và phát triển. Bên cạnh đó, các sản phẩm tour tuyến mới cũng được giới thiệu, góp phần lan tỏa vai trò của ngành du lịch đối với nền kinh tế quốc gia. Tôi thích tìm hiểu văn hóa địa phương, làng chài ở đây thật yên bình và rất đặc trưng, và những đồi cát thì thật tuyệt vời. Đó là lý do vì sao tôi chọn Phan Thiết. Bình Thuận đẩy mạnh du lịch xanh, du lịch bền vững, từng bước hình thành hệ sinh thái du lịch Bình Thuận hướng tới tiêu chí an toàn, thân thiện, chất lượng. Phát triển du lịch xanh là một cái chiến lược dài hạn và nó không chỉ cho Bình Thuận mà là cho toàn ngành du lịch của Việt Nam. Với vai trò chủ nhà năm du lịch quốc gia 2023, Bình Thuận trở thành cầu nối liên kết tổ chức các hoạt động với các tỉnh lân cận, các vùng trong cả nước, cũng như tăng cường hợp tác quốc tế, khơi thông dòng chảy tiềm năng du lịch của từng địa phương, tạo nên hình ảnh điểm đến du lịch Việt Nam trọn vẹn trong mắt du khách. Với việc cao tốc đã được đưa vào vận hành, giúp giảm một nửa thời gian di chuyển của du khách, chúng tôi nhận thấy tiềm năng to lớn để đầu tư phát triển tại Bình Thuận. Lần đầu tiên, tỉnh đón hơn 8,5 triệu lượt du khách với tổng doanh thu du lịch đạt trên 23.000 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với năm 2022. GRDP du lịch đạt 9,11% tổng GRDP cả tỉnh. Tạo ra một cái cơ hội, một cái tầm nhìn mới cho các nhà đầu tư chiến lược, nhìn thấy được cái tiềm năng, cái lợi thế khi đầu tư vào du lịch Bình Thuận, nâng cái tầm du lịch Bình Thuận để dần dần chúng ta tiến tới là cái điểm đến của châu Á-Thái Bình Dương. Bình Thuận sẽ tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng, ưu tiên các dự án lớn có nguồn lực để đa dạng hóa sản phẩm du lịch, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và dịch vụ bổ trợ, đẩy mạnh xây dựng thương hiệu du lịch và tiếp tục đăng cai tổ chức các sự kiện và hoạt động mang tầm quốc gia và quốc tế. Thưa quý vị, dòng phim nghệ thuật Việt Nam đã có một năm đầy tự hào với các giải thưởng quốc tế uy tín. Một điểm đặc biệt là các nhà làm phim đoạt giải quốc tế trong năm qua đều ghi dấu ấn bằng những tác phẩm, câu chuyện mang đậm bản sắc Việt Nam, phản ánh tâm tưởng người Việt Nam. Các đạo diễn đã tái hiện những câu chuyện, con người mang đậm hồn cốt người Việt bằng ngôn ngữ điện ảnh đương đại với cách kể chuyện và kỹ thuật làm phim tiệm cận với quốc tế. Tại Liên hoan phim Cannes năm nay, hạng mục máy quay vàng tương đương phim đầu tay xuất sắc
vinh danh đạo diễn Phạm Thiên Ân với phim Bên trong vỏ kén vàng. Trên mỗi khung hình, Phạm Thiên Ân tối giản gần như mọi thứ, nhịp phim chậm rãi, nhiều cảnh dài, khung hình rộng và hạn chế chuyển cảnh. Phạm Thiên Ân đi ngược lại với cuộc sống hối hả, với sự chuyển động không ngừng của thế hệ mình để mang tới một điện ảnh chậm. Đúng là mình chọn một cái con đường nó ngược lại, tại vì anh nghĩ điện ảnh mình cần thời gian để cảm thụ nó. Người xem á, cần phải tập cái việc quan sát nhiều hơn là việc mình chỉ cho họ quan sát. Thì anh đã chọn cái phong cách điện ảnh chậm để thể hiện được cái điều đó, là mình tạo ra một cái không gian và thời gian và mình cho khán giả tự do quan sát về những cái mà họ muốn và họ mở rộng cái suy nghĩ của mình. Và đôi lúc cái điều đó nó làm cho họ dễ dàng đi vào trong phim hơn và trong cái thế giới của nhân vật hơn. Cũng tại Liên hoan phim Cannes năm 2023, đạo diễn Trần Anh Hùng đoạt giải đạo diễn xuất sắc với tác phẩm Niềm đam mê của Đỗ Đăng Buffon. Lần đầu trong lịch sử, một đạo diễn gốc Việt đạt được thành tựu này. Cũng là lần đầu Trần Anh Hùng có vinh dự tranh cành cọ vàng. Suốt 2 năm qua, bộ phim tài liệu Những đứa trẻ trong xương của nữ đạo diễn trẻ Hà Lệ Diễm liên tục được các tờ báo quốc tế lớn đánh giá cao và lọt vào top 15 phim tài liệu xuất sắc nhất của giải Oscar năm 2023. Cuối năm ngoái, Cho tàn rực rỡ của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên trở thành phim đầu tiên của điện ảnh Việt Nam tranh giải chính thức tại Liên hoan phim Tokyo. Sau đó, thắng giải phim hay nhất tại Liên hoan phim Ba Châu Lục ở Nantes, Pháp. Và mới đây, được chọn đại diện Việt Nam tranh giải Oscar phim quốc tế hay nhất. Những bộ phim đó đã khai thác rất là tốt cái phần văn hóa Việt Nam, cái bản sắc văn hóa Việt Nam. Ví dụ như là những phim của Bùi Thạc Chuyên, Cho tàn rực rỡ, nó nói về cuộc sống người phụ nữ miền Tây, nói lên đẹp người phụ nữ Việt Nam, những cái tính cách người phụ nữ miền Tây, đầy đủ những cái không gian văn hóa của miền Tây, ứng xử phong tục tập quán, tức là văn hóa Việt Nam lên rất là rõ trong những phim đấy. Nó cũng là một cái dòng suối rất là trong mát, nó là một cái niềm gọi là thể hiện cái niềm khao khát làm nghề, cũng như là kéo cho khán giả về những cái gọi là thực sự là cái ngôn ngữ điện ảnh đích thực, cho người ta chiêm nghiệm, cho người ta suy nghĩ, và nó làm phong phú cho cái diện mạo của điện ảnh Việt Nam. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Người Việt bốn phương ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để xem lại trực tuyến các nội dung của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào kênh YouTube VTV4 hoặc tại ứng dụng VTV Go trên App Store hoặc Google Play. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.